Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, với 441 trên 458 đại biểu tán thành, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về việc ban hành nghị quyết xóa nợ thuế không giải quyết triệt để vấn đề chống thất thu, dễ phát sinh phức tạp trong quản lý thuế. Cụ thể quy định tại nghị quyết như thế nào để nhằm tránh trục lợi chính sách và tạo tiền lệ cho các đối tượng nợ thuế lợi dụng? Đây sẽ là nội dung chúng tôi tiếp tục đề cập đến trong chuyên đề tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 vừa qua, thì Quốc hội đã thông qua nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Nghị quyết này quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 3 năm. Thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hải quan, phát sinh trước ngày luật quản lý thuế số 38 năm 2019 có hiệu lực thi hành. Tại tờ trình chính phủ cho biết, đối tượng được xử lý nợ là người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp và thuộc một trong các trường hợp dưới đây, phát sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 2020. Là ngày nghị quyết chính thức có hiệu lực. Người nộp thuế là người đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể. Cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục giải thể. Người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản. Người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người nộp thuế có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc để kiểm tra, xác minh thông tin người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế. Người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động giấy phép hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế. Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán. Về thẩm quyền, nghị quyết này quy định Thủ tướng Chính phủ quy định xóa nợ tiền phạt chậm nộp từ 15 tỷ đồng trở lên. Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền quy định xóa nợ tiền phạt chậm nộp từ 10 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định xóa nợ tiền chậm nộp từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa nợ tiền chậm nộp dưới 5 tỷ đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh. Thưa quý vị, việc khoanh nợ xóa nợ thuế theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, có nhiều ý kiến cho rằng nghị quyết đặt trách nhiệm lớn đối với cơ quan thuế để hoàn thành nhiệm vụ xóa nợ thuế đúng các mục tiêu đề ra. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị theo dõi chung ý kiến ngay sau đây. Chúng tôi nghĩ là cái việc mà nợ thuế, miễn thuế, giảm thuế cho doanh nghiệp là cái việc nên làm. Nhưng mà nên làm thì tôi nghĩ là nó phải bóc tách từng các cái loại thuế khác nhau, từng cái loại mô hình doanh nghiệp khác nhau. Bởi vì chúng tôi khảo sát là các cái hiện tượng mà nợ xấu ấy, thì hầu như là không tập trung ở các doanh nghiệp nhỏ vừa. Bởi vì cái phần nợ xấu này thì hầu như tập trung ở các doanh nghiệp và khối nhà nước. Mà đối với doanh nghiệp trong khối nhà nước thì phần nợ thuế nó là lớn so với quy mô của các doanh nghiệp nhỏ vừa. Nên do vậy chúng tôi nghĩ là những cái ngành nghề nào
mà chính phủ chúng ta đang ưu tiên cần tập trung, ví dụ như là nông nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp liên quan đến nông sản, thực phẩm hoặc doanh nghiệp công nghệ cao, thì chúng ta nên tập trung để có thể là giảm giãn hoặc nợ thuế. Nhưng tôi nghĩ là hiện nay vấn đề về giảm giãn ấy, thì chúng ta nên có một cái quy trình nhất định, chứ không phải chúng ta đột ngột để chúng ta giảm luôn, bởi vì như thế là sẽ không tạo động lực cho các doanh nghiệp để chúng ta tập trung vào sản xuất kinh doanh, mà đấy gần như một cái cơ chế để bảo lãnh cho họ để họ sẽ cố tình làm sai. Và chúng tôi mong muốn là cái việc mà giảm nợ thuế sẽ được công bằng giữa các cái chủ thể các doanh nghiệp khác nhau, để làm sao mà các doanh nghiệp không được giảm và giãn thì họ thấy là đây là một cái hành động mang tính ý nghĩa và chính đáng để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Luật quản lý thuế vừa rồi ấy, thì khi thảo luận ấy, thì vì nó vướng cái chính sách của cái luật và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì không cho phép hồi tố, trên không xử lý được trong cái luật quản lý thuế, và như vậy thì bắt buộc cần có phải cái nghị quyết như thế này để xử lý cái tình huống. Cho nên cái việc này là tôi thấy nó rất là rõ, và như vậy thì nếu mà cái này có được thông qua thì nó mới chỉ xử lý được cái khoanh nợ của cái khoản trước mùng 1 tháng 7 năm 2020 là khoảng 17.000 tỷ, và xóa cái tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp khoảng 11.800 tỷ. Trong khi đó tổng cái số nợ mà không có khả năng theo cái phụ lục số 1 thì là tới trên 40.000 tỷ. Thì ở đây thì tôi cũng đề nghị là cơ quan soạn thảo cũng cần nghiên cứu rà soát xem nếu như mà là cái đối tượng mà trên 40.000 không có khả năng thu hồi, mà xác định đúng là không có khả năng thu hồi, thì cần xem xét để là đưa nó vào, đảm bảo là cái nghị quyết này có thể bao phủ toàn bộ cho cái toàn diện đó. Trước hết ấy, để công khai minh bạch cái việc xóa cái nợ thuế này ấy, thì theo quan điểm của chúng tôi ấy, cái cơ quan thuế là cái người đề xuất các cái khoản thuế mà hiện nay không có khả năng thu hồi với những cái lý do cụ thể rõ ràng, và các cái cơ quan có thẩm quyền cùng với chính quyền địa phương nơi các cái doanh nghiệp đó trú đóng phải có cái đồng ý, cái xác nhận, đặc biệt là những cái hiệp hội doanh nghiệp phải đồng ý, thì lúc đó chúng ta mới quyết định xóa cái nợ thuế. Cái điều tiếp theo là cần phải công khai minh bạch tên của những cái doanh nghiệp được xóa nợ, những cái số lượng tiền được xóa, lý do xóa, phải không ạ? Và cái yêu cầu đối với cái việc xóa nợ đó, để các cái doanh nghiệp trong cái địa bàn cũng như các cái doanh nghiệp trong ngành người ta nắm được. Thì thực ra ấy, đối với cơ quan thuế có thể không nắm được một cách cụ thể rõ ràng, nhưng các doanh nghiệp với nhau ấy, và đặc biệt các doanh nghiệp trên cùng một địa bàn ấy, thì họ nắm rất kỹ, họ hiểu rất rõ nhau. Và nếu như có những cái vấn đề gì đó nó khuất tất, nó không công khai, nó thiếu minh bạch, nó có cái sự móc ngoặc giữa cái người đề xuất với cái người xóa nợ thuế ấy, thì rõ ràng là các doanh nghiệp họ sẽ phản ứng ngay, và từ đó nó góp phần làm cho việc xóa nợ thuế của chúng ta nó đúng đắn, nó công khai, nó rõ ràng và nó minh bạch. Và chúng ta chỉ cần lập một trang web với cái thời đại công nghệ 4.0 này rồi. Với 91% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp với người không còn khả năng nộp vào ngân sách. Trước đó, Chính phủ đã đề nghị được khoanh và không hồi tố với các khoản nợ phát sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 và xóa số nợ thuế gần 16.400 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp. Thảo luận trước đó thì nhiều ý kiến còn băn khoăn về việc ban hành nghị quyết xóa nợ thuế. Đại diện Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội và Tổng cục Thuế cũng đã giải trình xung quanh vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Giải trình vấn đề băn khoăn về việc ban hành nghị quyết xóa nợ thuế không giải quyết vấn đề chống thất thu, dễ phát sinh, phức tạp trong quản lý thuế. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, nghị quyết này chỉ khoanh tiền nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, chưa xử lý tiền nợ thuế gốc. Khoản nợ gốc sẽ được cơ quan quản lý thuế tiếp tục theo dõi, xử lý theo quy định. Luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và tất cả các khoản xử lý về nợ thuế phát sinh từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 thì thuộc phạm vi đối tượng của luật quản lý thuế số 38. Tuy nhiên, những khoản nợ trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2020 hiện nay đang có khoảng trống, chưa có chế tài xử lý. Chính vì vậy, cần ban hành nghị quyết của luật. Luật quản lý thuế số 38 2019 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, đã quy định đầy đủ các đối tượng được xử lý nợ là người nợ thuế, nộp thuế đã chết, mất tích, bất khả năng lực hành vi dân sự, giải thể, phá sản, bị thiên tai, bất khả kháng, không còn hoạt động sản xuất kinh doanh.
và các điều kiện để xử lý thẩm quyền xử lý nợ. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 152 của Luật Quản lý thuế số 38/2019, đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ phát sinh trước ngày 1/7/2020, thì tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành. Do đó, đối với các khoản nợ phát sinh trước ngày 1/7/2020, không được khởi tố để xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019. Do đó, cần thiết phải ban hành nghị quyết này để xử lý nợ đối với các đối tượng đã được quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 nhưng phát sinh trước ngày 1/7/2020. Từ ngày 1/7/2020. Thế như vậy, tất cả các khoản mà xử lý về nợ thuế thì phát sinh từ 1/7/2020 thì thuộc đối tượng phạm vi của Luật số 38. Thế tuy nhiên, những các khoản nợ mà trước thời điểm 1/7/2020 đấy thì hiện nay là đang có khoảng trống, chưa có chế tài để xử lý. Cần thiết phải có một nghị quyết của Quốc hội để mà xử lý các cái khoản nợ đọng trước 1/7/2020. Đối với trường hợp đã xóa nợ mà phát hiện người nộp thuế vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh ở địa phương khác hoặc có vốn góp vào doanh nghiệp mới thì phải thu hồi số đã được xóa. Quy định này nhằm tránh trục lợi chính sách và tạo tiền lệ cho các đối tượng nợ thuế lợi dụng. Nhà nước sẽ không truy thu số tiền đã xóa nợ nếu người nợ thuế bị hỏa hoạn, thiên tai, tai nạn bất ngờ. Nghị quyết này chỉ khoanh tiền nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp chưa xử lý tiền nợ thuế gốc. Theo đó, điều kiện tiên quyết được xử lý nợ là người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Đối với tiền nợ thuế gốc sẽ tiếp tục được theo dõi xử lý theo quy định của Luật Quản lý số 38/2019. Tại dự thảo, nghị định, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 cũng quy định rõ hơn. Doanh nghiệp phải hoàn trả khoản tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được xóa mới, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đại diện Tổng cục Thuế cho hay, điều này có nghĩa doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, đã phá sản, đã được xóa nợ thuế. Nếu muốn quay trở lại hoạt động kinh doanh thì phải nộp tiền nợ thuế đã được xóa, kể cả tiền chậm nộp và tiền phạt mà cơ quan thuế đã có quy định xử lý trước đây. Trong Luật Quản lý 38 và dự thảo của nghị quyết về xử lý nợ hiện nay ấy, có một cái điều khoản ấy, nếu trường hợp mà người nộp thuế, doanh nghiệp mà kinh doanh quay trở lại thì phải hoàn thành cái nghĩa vụ nộp thuế với cả ngân sách nhà nước thì mới được tiếp tục kinh doanh, mới được đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thì đấy là cái ý là về nợ. Ở đây thì cũng có nói là cái không tính tiền chậm nộp theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Thì nay thì quy định bằng luật thì nó cao hơn là cái việc mà tính tiền chậm nộp hay không tính tiền chậm nộp thì phải theo cái quyết định của cái cơ quan có thẩm quyền. Số liệu từ Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền nợ thuế do cơ quan thuế quản lý đến thời điểm ngày 31/12/2019 là 80.830 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên tổng số thu ngân sách do ngành thuế quản lý ở mức 6,3%. Trong đó, tiền nợ có khả năng thu là 40.602 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50,2% tổng số tiền nợ thuế. Nợ thuế không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh. Không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh là 40.228 tỷ đồng, chiếm 49,8% tổng số tiền nợ thuế. Tổng cục Thuế cũng cho biết đã xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ, quy trình thực hiện xử lý nợ để có thể kiểm tra, kiểm soát việc xử lý nợ thuế và đang lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, dự kiến sẽ được ban hành vào tháng 5 năm 2020. Thông tư này hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 94 năm 2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước được chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2020. Vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc Tổng cục Thuế cho biết, để đưa nghị quyết xử lý nợ vào áp dụng trong thực tiễn, có hai nội dung rất quan trọng cần quy định rõ là khi nào khoanh nợ và khi nào xóa nợ tiền thuế. Với trường hợp khoanh nợ sẽ áp dụng khoanh nợ tiền thuế kể từ ngày 1/7/2020 đối với người nộp thuế đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người nộp thuế có quy định giải thể, người nộp thuế phá sản, người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, người nộp thuế đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Ngoài ra, từng đối tượng khác nhau sẽ có điều kiện để thực hiện xóa nợ cụ thể. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chương trình Tài chính thuế tuần này. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.